Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã đăng ký đủ 19 thành viên tham dự AVC Challenge Cup 2024. Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam đã hoàn tất đăng ký danh sách thành viên đội tuyển bóng chuyền Việt Nam tham dự AVC Challenge Cup 2024 mới đây. Ngay sau khi kết thúc cúp bóng chuyền nữ quốc tế VTV9 Bình Điền 2024 ở Đắk Lắk, ngày 20 tháng 5, thành viên của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ di chuyển tới Philippines để tham dự giải đấu này. Năm ngoái, đội bóng chuyền nữ Việt Nam dự giải được tổ chức ở Indonesia và lọt vào trận chung kết, sau đó giành chiến thắng trước đội chủ nhà và giành chức vô địch. Ngôi vô địch đã giúp thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt tiếp tục giành suất tham dự FIVB Challenger Cup và được tranh tài tại Pháp. Năm nay, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã tập huấn từ ngày 15 tháng 4. Lúc này, các cầu thủ của đội tuyển đều đã có mặt tại Đắk Lắk. Theo đại diện của Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam, mục tiêu mà đội tuyển chúng ta đặt ra ở AVC Challenge Cup 2024 là nỗ lực thi đấu tốt nhất để tìm cơ hội bảo vệ ngôi vô địch. Để đảm bảo cho tính chuyên môn, các tuyển thủ đã được trả về 4 câu lạc bộ của Việt Nam để dự giải tại Đắk Lắk. Trường hợp tuyển thủ Đinh Thị Trà Giang không thi đấu ở cúp bóng chuyền quốc tế nữ VTV9 Bình Điền, nhưng cô vẫn có mặt ở Đắk Lắk để tập luyện chuẩn bị chuyên môn cùng với đội trẻ U20 Việt Nam. Ban huấn luyện của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tại AVC Challenge Cup 2024 gồm nhiều con người mới và chỉ có duy nhất huấn luyện viên trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt từng tham dự AVC Challenge Cup năm ngoái. Theo đăng ký với Liên đoàn bóng chuyền châu Á tham dự giải năm nay, huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt có các trợ lý là huấn luyện viên Nguyễn Đình Tiền, huấn luyện viên Vũ Thị Hoa và trợ lý kỹ thuật Nguyễn Văn Phong. Đội tuyển tham dự lần này không có bác sĩ đi cùng. Ở đội hình cầu thủ, chúng ta đã đăng ký chính thức các gương mặt tham dự AVC Challenge Cup 2024 gồm Trà My, Thanh Thúy, Kim Thoa, Khánh Đang, Hiếu Trinh, Lâm Oanh, Phạm Thị Hiền, Lê Thị Yến, Như Quỳnh, Bích Tuyền, Nguyễn Thị Trinh, Thanh Thúy, Trà Giang và Tú Linh. Huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt đã thay đổi 5 cầu thủ so với đội hình từng lên ngôi vô địch vào năm ngoái. Những người đã vô địch AVC Challenge Cup 2023 nhưng vắng mặt hiện tại là Kim Liên, Nguyệt Anh, Bích Thủy, Lý Thị Luyến và Đoàn Thị Xuân. Dự báo của giới chuyên môn về cuộc tranh tài ở AVC Challenge Cup 2024 là rất quyết liệt. Ít nhiều, chúng ta gặp phải áp lực khi dự giải ở vị thế là nhà đương kim vô địch. Đồng thời, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam không còn là đội mới và các đội bắt đầu giải trừng. AVC Challenge Cup 2024 nội dung nữ quy tụ 10 đội nữ góp mặt ở bảng A, có Philippines, Đài Bắc Trung Hoa, Ấn Độ, Iran, Australia và bảng B có Việt Nam, Indonesia, Kazakhstan, Singapore và Hồng Kông Trung Quốc. Các trận đấu sẽ được diễn ra từ ngày 22 tới ngày 29 tháng 5. Đội tuyển sẽ phải lên đường ngay khi các tuyển thủ vừa kết thúc xong cúp bóng chuyền nữ quốc tế VTV9 Bình Điền 2024 ở Đắk Lắk. Giải tại Đắk Lắk sẽ diễn ra từ ngày 11 đến ngày 19 tháng 5. Trong đó, phần lớn lực lượng của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam được trả về đội bóng chủ quản để tham dự giải trên. Tại AVC Challenge Cup 2024, bóng chuyền Việt Nam đã cử trọng tài Nguyễn Thông tham dự điều hành chuyên môn theo yêu cầu của Liên đoàn bóng chuyền châu Á. Philippines lại trúng thầu giải bóng chuyền lớn, Việt Nam được hưởng lợi. FIVB Challenger Cup 2024 nội dung của nữ chính thức được tổ chức tại Philippines. Qua đó, Việt Nam sẽ có cơ hội đi sâu ở giải đấu lần này nếu giành quyền tham dự. Không chỉ là chủ nhà của AVC Challenge Cup 2024, Philippines còn giành quyền đăng cai FIVB Challenger Cup 2024. Qua đó tiếp tục trở thành điểm đến đáng chú ý của bóng chuyền thế giới khi tổ chức rất nhiều giải đấu lớn trong năm nay và năm 2025. Như vậy, việc tham dự AVC Challenge Cup 2024 hoàn toàn chỉ mang tính tượng trưng khi Philippines coi như đã có một vé chủ nhà của FIVB Challenger Cup, là giải đấu quy tụ các đội tuyển vô địch châu lục Challenge Cup. FIVB Challenger Cup chọn ra đội vô địch để thăng hạng lên chơi Volleyball Nations League 2025. Năm ngoái, Việt Nam tham dự giải đấu trên đất Pháp và không thể vượt qua đội chủ nhà. Nhưng với việc chủ nhà năm nay là Philippines, cơ hội mở ra rất lớn với Thanh Thúy và các đồng đội. Theo quy định, đội chủ nhà sẽ gặp đội có thứ hạng FIVB thấp nhất trong số các đội tham dự. Như vậy, tương tự như mùa giải năm ngoái, Việt Nam gặp Pháp thì đến năm nay tiếp tục vô địch AVC Challenge Cup, các cô gái áo đỏ sao vàng sẽ đụng độ với Philippines. Đây không phải là đối thủ mạnh và cơ hội để Việt Nam tiếp tục tiến bước vào bán kết của FIVB Challenger Cup là có trong tầm tay.
Tuy nhiên, nhiệm vụ trước mắt của huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt và các học trò là phải vô địch được AVC Challenge Cup. Danh sách đương kim vô địch Tứ Xuyên tham dự cúp bóng chuyền VTV9 Bình Điền. Tứ Xuyên mang đến giải bóng chuyền VTV9 Bình Điền đội hình còn khá trẻ, nhưng không thiếu những cái tên chất lượng đã từng khoác áo đội tuyển quốc gia Trung Quốc. Một trong những ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch của cúp bóng chuyền VTV9 Bình Điền, câu lạc bộ Tứ Xuyên đã có mặt tại Đắk Lắk. Là đại diện đến từ quốc gia có nền bóng chuyền phát triển hàng đầu thế giới, Tứ Xuyên là ẩn số đầy thú vị, gia tăng chất lượng chuyên môn của giải đấu năm nay. Lần gần nhất, cúp VTV9 Bình Điền tổ chức vào năm 2019, Tứ Xuyên cũng là nhà đương kim vô địch với chiến thắng cách biệt 3-0 trước đại diện của Mỹ là Bring In Promotion. Giải đấu năm đó tại Kiên Giang chứng kiến đội bóng Trung Quốc giành cả 5 chiến thắng và chỉ để thua 2 set đấu. Trở lại Việt Nam sau 5 năm, Tứ Xuyên mang đến đội hình chất lượng với 5 vận động viên từng khoác áo đội tuyển quốc gia Trung Quốc. Vận động viên giàu kinh nghiệm nhất là Chen Quang, sinh năm 1990, với 80 lần ra sân trong màu áo của đội tuyển quốc gia. Đội bóng Trung Quốc cũng sở hữu đội hình có chiều cao trung bình tốt nhất của giải là 1m84. Trong đó, đội hình ra sân nhiều khả năng có chiều cao trung bình cao hơn 1m86. Rõ ràng, lợi thế về thể hình cùng trình độ đã được tôi luyện tại Trung Quốc khiến Tứ Xuyên trở thành ứng cử viên nặng ký cho ngôi vô địch. Tứ Xuyên nằm ở bảng B cùng với U20 Thái Lan, Bộ Tư lệnh Thông tin và LP Bank Ninh Bình. Nếu thể hiện đúng sức, rõ ràng tấm vé bán kết là không khó kiếm với nhà đương kim vô địch. Sau thất bại Việt Nam, bóng chuyền Indonesia hướng đến AVC Challenge Cup với sự chuẩn bị tối thiểu. Dù được đánh giá là ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch AVC Challenge Cup, nhưng thực tế bóng chuyền nữ Indonesia lại không có nhiều sự chuẩn bị cho giải đấu này. Chỉ còn 2 tuần nữa, AVC Challenge Cup 2024 nội dung của nữ sẽ chính thức được khởi tranh. Thế nhưng, tương tự như đội chủ nhà Philippines, Indonesia cũng không có nhiều sự chuẩn bị cho giải đấu năm nay. Vấn đề nằm ở chỗ, giải bóng chuyền vô địch quốc gia nước này là Pro Liga, chính thức diễn ra từ ngày 25 tháng 4. Hiện các vận động viên vẫn đang tập trung ở câu lạc bộ để chuẩn bị cho giải đấu này. Những trang tin thể thao của Indonesia gọi đây là sự chuẩn bị tối thiểu cho mục tiêu lớn của đội tuyển quốc gia vạn đảo. Tương tự như mùa giải năm ngoái, Megawati và các đồng đội tiếp tục đặt mục tiêu vào đến chung kết của AVC Challenge Cup. Chủ tịch của Liên đoàn bóng chuyền Indonesia chia sẻ với truyền thông: "Bởi vì năm ngoái chúng tôi đã vào đến trận chung kết, vì vậy dù muốn hay không, mục tiêu của đội không thể thấp hơn việc đi tới trận đấu cuối cùng." Ở nội dung của nữ, AVC Challenge Cup năm nay không có sự khác biệt về các đội tuyển so với năm ngoái, vì vậy mọi thứ trong đó có những mục tiêu không thay đổi. Mặc dù không có quá nhiều sự chuẩn bị cho AVC Challenge Cup 2024, tuy nhiên đây chưa hẳn là vấn đề quá lớn với Indonesia. Bộ khung của đội tuyển không có quá nhiều sự thay đổi, trong khi các vận động viên đã thi đấu cùng nhau qua nhiều giải đấu lớn. Với tư cách là đương kim Á quân, Indonesia vẫn là ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch của AVC Challenge Cup năm nay. Tuy nhiên, để điều đó trở thành sự thật, họ cần thể hiện thật tốt ở trận đấu cuối cùng vòng bảng gặp Việt Nam. Indonesia nằm ở bảng B ở AVC Challenge Cup 2024 với các đối thủ là Việt Nam, Kazakhstan, Singapore và Hồng Kông Trung Quốc.